Từ cậu bé bán trứng ngỗng đến nhà sáng lập Acer, Stan Si sinh ra trong một gia đình nghèo. Vừa đi học, cậu bé Stan Si vừa phải đi bán trứng ngỗng, hạt dưa, xổ số để giúp gia đình. Ngay từ khi đi học, cậu đã sớm bộc lộ năng khiếu về toán học và các môn kỹ thuật. Năm 1971, sau nhiều năm kiên trì học tập, Stan Si đã có bằng thạc sĩ bán dẫn. Công việc đầu tiên của ông là làm trong một công ty máy tính điện tử vào năm 1972. Đến năm 1976, vợ chồng ông cùng ba người bạn cũ sáng lập tổ hợp Acer với số vốn ban đầu chỉ vẻn vẹn có 25.000 đô la Mỹ. Trong vòng 12 năm, nhờ sự tháo phát, năng động, tài quản lý, Stan Si đã trở thành tỷ phú và được coi là biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ của Đài Loan ngày nay. Cùng với các chiến lược phát triển hiệu quả, thương hiệu Acer được mọi người ưa chuộng ở mọi nơi. Stan Si đã đầu tư 10 triệu đô la Mỹ hỗ trợ cho Á vận hội 1998, đồng thời phát triển hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Stan Si cho rằng tri thức là cái vốn và luôn phải cập nhật tri thức qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Theo ông, Acer đã đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với công ty là duy trì tính năng động để không ngừng phát triển, và ông luôn vận dụng quan điểm này vào quản lý, giúp Acer vươn tới những tầm cao mới. Đến nay, Acer đã có đội ngũ nhân viên hùng hậu lên tới hàng chục nghìn người với rất nhiều kỹ sư trẻ. Và giống như nhà lãnh đạo tài ba Stan Si, họ luôn quan niệm là phải năng động, sáng tạo để đưa công ty phát triển đi lên.